Kính thưa các thầy các cô trong đoàn chủ tọa, thưa quý đồng nghiệp, sau đây em xin phép được báo cáo nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng hình ảnh chụp các lớp lồng ngực trên phim CT 320 dãy ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đợt cấp. Nội dung trình bày của em thì bao gồm đặt vấn đề, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, kết quả bàn luận, kết luận ý nghĩa khoa học tính thực tiễn và đóng góp mới. Như chúng ta đã biết thì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là bệnh hô hấp thường gặp ở Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Năm 1990 thì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 6 trên thế giới, và dự kiến đến năm 2020 thì nó sẽ là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 3 trên thế giới. Ở Việt Nam theo Đinh Ngọc Sĩ năm 2009 thì tỷ lệ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở người trên 40 tuổi là 4,2%. Ở đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì ngoài cái sự tăng nặng lên của các triệu chứng khó thở, ho khạc đờm và đờm chuyển màu nhầy mủ thì có thể xuất hiện tắc mạch phổi đi kèm làm nặng thêm cái tình trạng của bệnh nhân. Và một số nghiên cứu về tắc mạch phổi ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trên thế giới thì cũng chỉ ra rằng cái tỷ lệ này khoảng 14-29,1%. Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật ứng dụng trong chẩn đoán hình ảnh thì đã cho ra đời nhiều thế hệ máy chụp các lớp vi tính, trong đó có CT 320 dãy. Thì với CT 320 dãy đầu dò ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính giúp xác định chính xác tuyếp khí vết thủng, vị trí, hình thái, mức độ tổn thương nhu mô, tiên lượng và lựa chọn phương pháp điều trị, và phát hiện được cái huyết khối trong các mạch máu phổi, đặc biệt là các mạch máu nhỏ với cái lát cắt là 0,5mm. Ở Việt Nam thì đã có nhiều nghiên cứu về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hình ảnh tổn thương nhu mô ở đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tuy nhiên, vấn đề nghiên cứu về các tổn thương ở động mạch phổi trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì còn ít được đề cập. Vì vậy, chúng em tiến hành đề tài này nhằm hai mục tiêu. Mục tiêu thứ nhất là nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đợt cấp điều trị tại khoa nội hô hấp Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Mục tiêu thứ hai là mô tả đặc điểm hình ảnh tổn thương nhu mô và động mạch phổi trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trên phim CT 320 dãy. Với đối tượng nghiên cứu là 40 bệnh nhân được chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính điều trị từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 6 năm 2018, với tiêu chuẩn là bệnh nhân được chẩn đoán xác định bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính theo GOLD 2016 hoặc bệnh nhân có hồ sơ cũ đã được chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính từ trước và bệnh nhân đồng ý tham gia nghiên cứu. Tiêu chuẩn loại trừ là bệnh nhân nặng phải thông khí cơ học, bệnh nhân suy thận nặng và bệnh nhân không đồng ý tham gia nghiên cứu. Về thiết kế nghiên cứu là nghiên cứu hồi cứu kết hợp với tiến cứu mô tả cắt ngang, phương pháp thu thập số liệu theo mẫu bệnh án thống nhất. Về nội dung nghiên cứu thì có hai nội dung. Nội dung thứ nhất là nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng được cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Nội dung thứ hai là hình ảnh tổn thương nhu mô và động mạch phổi trên phim CT 320 dãy lồng ngực. Về các tiêu chuẩn đánh giá kết quả thì tiêu chuẩn chẩn đoán giai đoạn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và tiêu chuẩn xác định đợt cấp theo GOLD 2016. Về đánh giá mức độ đợt cấp theo Antonisen năm 1987. Về đánh giá mức độ khó thở theo MMRC. Đánh giá rối loạn thông khí theo ATS và ARS. Đánh giá khí máu dựa trên sự thay đổi của pH, PaCO2, PaO2, HCO3- và Be. Đánh giá Dedimer với giá trị của Dedimer bình thường dưới 500 nanogram trên mililit. Về X quang phổi chuẩn theo Bùi Xuân Tám, theo chụp các lớp vi tính theo tác giả Bass năm 2007. Đánh giá mức độ khí vết thủng theo phương pháp trực quan của Hinori năm 2007, bởi vì cái CT 320 của chúng em thì không có phần mềm để định lượng, do đó sử dụng phương pháp trực quan. Qua ba lát cắt là qua vòng quay động mạch chủ, qua carina và qua điểm trên điểm cao nhất của vòng hoành 1 cm. Qua đó thì xếp loại là 4 mức độ, là mức độ nhẹ là từ 0 đến 1 điểm, dưới 1 điểm, 1 đến 2 điểm là trung bình, 2 đến 3 điểm là mức độ nặng và 3 đến 4 điểm là mức độ rất nặng. Về tiêu chuẩn đánh giá về giãn mạch phổi khi đường kính thân trung động mạch phổi trên 29mm hoặc lớn hơn đường kính của động mạch chủ trên cùng lát cắt, còn tắc mạch phổi theo tác giả Stay năm 2006. Qua nghiên cứu thì chúng em có một số kết quả bàn luận như sau. Về độ tuổi trung bình trong nghiên cứu chúng em là 72,82 tuổi, trong đó đa số bệnh nhân là trên 65 tuổi. Chúng em lấy cái mốc giới hạn tuổi trên 65 tuổi là theo cái yếu tố nguy cơ tắc mạch phổi theo thang điểm Well và thang điểm Geneva. Tỷ lệ nam trên nữ là 9/1. Đa số bệnh nhân chúng em chiếm 87,5% có tiền sử hút thuốc với 27,74 bao năm, và có 68,6% bệnh nhân có tiền sử hút thuốc trên 20 bao năm. Kết quả này cũng tương tự nghiên cứu trong nước và trên thế giới. Về yếu tố nguy cơ tắc mạch phổi theo thang điểm Well và thang điểm Geneva thì ngoài 70% bệnh nhân trên 65 tuổi thì chúng em chỉ có 27,5% bệnh nhân có bất động 4 tuần trước đó, mà không có bệnh nhân nào có tiền sử tắc mạch phổi đi trước hoặc là huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới hoặc ung thư hoặc phẫu thuật đi trước. Bệnh nhân của chúng em thì có thời gian bị bệnh là 9,62 năm, trong đó đa số bệnh nhân chiếm 55% là từ 10 năm trở lên, với đợt cấp trung bình trong năm là 3,02, và 87,5% bệnh nhân có từ 2 đợt cấp trở lên. Với mức độ khó thở theo thang điểm MMRC thì chủ yếu đó là mức độ 4 với 82,5%. Mức độ đợt cấp theo Antonisen thì chủ yếu cũng là mức độ nặng với 82,5%.
Khi phân loại bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cho GOLD 2016 thì chủ yếu đó là GOLD 4 với 77,8%. Đánh giá cái giá trị một số chỉ tiêu về khí máu thì chúng em có thu được cái giá trị trung bình của pH là 7,38 với 22,5% bệnh nhân có giảm pH, PaO2 trung bình là 77,42, cho đó có 30% là bệnh nhân có giảm PaO2, trong khi đó cái PaCO2 giá trị trung bình là 55,4 và có 52,5% bệnh nhân có tăng PaCO2. Từ đó chúng em có 12 bệnh nhân có suy hô hấp, trong đó suy hô hấp tiếp 1 là 4 bệnh nhân và suy hô hấp tiếp 2 là 8 bệnh nhân. Có 13 bệnh nhân có tăng PaCO2 đơn thuần. Những bệnh nhân này thì có thể do cái yếu tố về khi lấy khí máu hoặc điều kiện lấy khí máu thì làm cho cái oxy bình thường. Về phân nhóm theo GOLD 2016 thì chủ yếu là bệnh nhân nhóm D với 90%. Giá trị trung bình của Dedimer chúng em thu được là 944. Trong đó 52,5% bệnh nhân có tăng Dedimer trên 500 nanogram trên mililit. Áp lực động mạch phổi trung bình là 36,74 mm thủy ngân với 65% bệnh nhân có tăng áp lực động mạch phổi. Về hình ảnh tổn thương nhu mô phổi thì về khí huyết thũng thì chúng em thấy là khí huyết thũng đa chuyến nang thì chiếm đa số trong các bệnh nhân với 87,5% và nhiều loại từ hai loại khí huyết thũng trở lên trên bệnh nhân thì chiếm 65%. Ngoài ra thì chúng em cũng có ba bệnh nhân có giãn phế quản kết hợp, có 7 bệnh nhân chiếm 17,5% có viêm phổi và có 1 bệnh nhân có u phổi kết hợp. Về điểm khí huyết thũng thì điểm khí huyết thũng trung bình của chúng em là 3,39 và mức độ rất nặng chiếm chủ yếu là 72,5%. Kết quả này thì cũng tương tự như Phạm Kim Liên và Tạ Bá Thắng năm 2016. Về đường kính trung bình của động mạch phổi, thân trung động mạch phổi trung bình là 26,55 mm, động mạch phổi phải là 22,4 mm và động mạch phổi trái là 20,89 mm. Về tỷ lệ giãn mạch phổi thì chúng em có 6 bệnh nhân chiếm 15% có giãn mạch phổi và chúng em trong nghiên cứu này thì chúng em có 1 bệnh nhân tắc mạch phổi. Trong nghiên cứu này thì số lượng của bệnh nhân của chúng em còn ít và cái tỷ lệ các bệnh nhân có yếu tố nguy cơ gây tắc mạch phổi thì cũng hầu như là không có, ngoài cái tuổi và cái 17,5% bệnh nhân có nằm bất động tại chỗ. Do đó là cái tỷ lệ tắc mạch phổi trong nghiên cứu chúng em thì cũng chưa phản ánh được đầy đủ cái tỷ lệ tắc mạch phổi ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đợt cấp. Qua nghiên cứu thì chúng em có một số kết luận như sau: tuổi trung bình của bệnh nhân là 72,82 tuổi, mức độ khó thở chủ yếu là độ 3, độ 4, có 77,8% bệnh nhân ở GOLD 4, 90% bệnh nhân nhóm D, 12 bệnh nhân có suy hô hấp, giá trị trung bình của Dedimer là 944 nanogram trên mililit và có 52,5% bệnh nhân có tăng Dedimer, 26 bệnh nhân có tăng áp lực động mạch phổi. Tiếp khí huyết thũng trung tâm chuyến nang thì chiếm đa số với điểm khí huyết thũng trung bình là 3,39, có 72,5% mức độ rất nặng, có 6 trên 40 bệnh nhân là có giãn động mạch phổi và có 1 bệnh nhân được phát hiện tắc mạch phổi. Trên đây là toàn bộ nội dung trình bày của em. Em xin chân thành cảm ơn.